Hello, mẫu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi tham quan núi Sam nha các bạn. Đây là chùa Hang. Hiện giờ mình đang ở trong trong chùa Hang nè các bạn. Bây giờ mình đang lên núi, núi này đi bằng hang nè các bạn. Giờ đang ở lưng chừng núi. Trong đây là tượng Phật không ạ? Gì? Ủa? Giơ tay kéo Bích Sơn, Bích Sơn không cày. Ai có tay lẩu chưa ngoài. Lẩu làm gì chưa được? Được hết, quan trọng mình muốn hay không, không có đâu. Không có, nó không ra ngoài. Ủa, không có đi trong hang núi. Nó điện vô phải có thông ra ngoài mới lấy điện được trong khe núi. Đây là những thanh niên trẻ trâu đấy. Mồ hôi bồ ghê đổ đầm đìa. Trong này nóng lắm các bạn. Đó, đang đi trong hang núi nè. Wow. Không, mẹ biết sao mệt không? Tại vì ba với mẹ kêu qua kêu lại đi mấy giờ luôn. Mà sao không mệt? Rồi đi xuống rồi nè. Rồi vậy là hết rồi hả? Đây. Cái này là tới mẹ cũng được. Được. Ủa ơi, tại vì xuống nguồn tôi gì đó. Xuống nguồn tôi trẻ. Nước này là nước khoáng luôn. Xuống nguồn tôi trẻ rồi. Ủa từ nãy giờ. Liên. Xuống như vậy luôn. Công ty gì chắc này là gì? Không có gì hết. Ủa cái này bên Phật Lượng thường có nước mà ta. Nguồn có nước để chạy. Bây giờ ổn hết rồi. Đó, bây giờ bắt đầu đi ra được cái chỗ có không khí thoáng mát rồi. Đây là hang. Cái thằng gì đó. Nước để giúp chồng. Nước này nước khoáng. Hai cây. Cây. Đây trẻ trâu. Trẻ trâu mệt rồi đang uống nước nè. Cây. Cái này không đủ đâu. Uống. Này uống lấy vậy thôi chứ không phải là uống lấy bị đâu nha. Wow, ra đây mát lắm các bạn ạ. Wow, khung cảnh rất đẹp. Bây giờ bắt đầu còn lên núi nữa nè. Mà tới đây mệt quá rồi, đang đứng nghỉ giải lao. Khung cảnh ở đây thật đẹp các bạn ạ. Lên càng lên cao gió mát.
đúng là thiên nhiên đẹp thiệt. Trên núi rồi, lên tới đây là hết hết rồi các bạn, mà núi còn cao lắm. Đây đây đây, đi bắt sơn nè. Thôi, để quay phim từ đây. Ồ, khuôn viên trong này rất độc. Rộng lắm các bạn. Đây ở trên đây nhìn xuống nè. Ngoài đó nắng khung cảnh quá đẹp các bạn. Ôi mẹ bên đây nè, có cột hai nha mẹ, con chim chết rồi mẹ. Đấy, bây giờ bắt đầu đi xuống. Ôi. Ôi. Người ta đi lên rồi kìa. Ủa? Gì vậy? Ủa sao có đường lên mà? Đây nè, đi xuống đó, xuống đây. Đây ra tới đây, ra đây rồi. Ở đằng kia có đường lên kìa. Có đường lên không vợ? Hết rồi, hết đường lên rồi, tới đó là đi vòng xuống. Chụp phim. Đó hả? Chụp phim với bác đi. Chụp nãy con chụp xa quá à. Thôi giờ bắt đầu đi xuống. Mệt quá, leo cao quá mệt rồi. Đây đây đây. Hả? Đây núi ra đây nè, theo cái đường mũi tên nè. Lên đây mà vòng vòng không biết là lạc chết. Giờ bắt đầu đang đi xuống. Đây là người ta gọi là chùa hang á các bạn. Núi Sam. Núi Sam ở Châu Đốc. Hôm nay rảnh rỗi đi chơi theo đoàn đó, rồi đi lên trên này tham quan cái chùa hang ở núi Sam. Ở
Nãy đi ở trong hang thì đi lên trong hang, bây giờ đi xuống thì ở ngoài. Từ từ cũng có đường xuống thôi. Đúng rồi, cầu thang xuống cứ vậy mà đi xuống, đúng rồi. Đó cầu thang đó đó. Đây khung cảnh từ ở trên cao nhìn xuống nè các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay rảnh rỗi